Xin mời quý vị và các bạn lại đến tham dự Hội Xuân Kỳ Lừa. Chỗ này là phía góc đằng sau của công viên, rất đông các cặp đôi đang ngồi hát thi nha. Các chị áo rất đẹp, các chị này gái da cát đây. Áo đẹp. Còn phía bên trung tâm chỗ quảng trường công viên thì vẫn nhạc sập sình. Mọi người đang nhảy toát hết mồ hôi. Rất đông các cặp đôi đang hát thi này. Đẹp quá. Sắc áo tràm nhuộm tím cả công viên. Nhuộm tím công viên Hoàng Thụ, không quay à em? Không quay nữa à? Đây, hai chú Xuân Long hát với hai chị gái Liên Sơn, Chi Lăng. Chị đang ngồi rất là nghiêm túc, không cười tí nào. Ôi cười rồi. Đang định không cười lại cười mất nhỉ chị nhỉ. Phía bên này là hai trai cao lâu hát với các chị gái Bắc Giang đây. Đấy, vâng ạ. Đông vui nhỉ. Đấy, nhạc bập bùng. Nhạc rất hay. Mỗi tội chỉ ảnh hưởng đến si thôi. Hát si là đừng ngồi gần nhạc, không hát được, không nghe tiếng gì. Phía bên này là bảo tàng. Đấy, hai chú Bắc Giang này. Hôm nay má hồng thế chú. Đấy, chào chú nhé. Chúc chú đi hội vui vẻ nhé. Chú nhé. Đi hát si đi chú. Vừa đấy. Đấy. Chú này lúc nào cũng chỉn chu. Đầu tóc bóng mượt luôn. Đẹp trai. Đấy, các chị, các cô gái này chuẩn bị hát. Khăn đẹp mà cả. Cháu chỉ quay qua thôi ạ. Đây này, đi sang phía đường này mới có đường đi. Đúng là này không bán hoa sách mà thì rồi mấy chục cái bán khoảng đấy có 50.000 một cái, nhiều hết chứ không phải là. Kính này là kính lão à chú? Lão, kính đi đường. À, kính đi đường hả? À, kính đi đường đây. Vâng. Câu đò đưa thầm gọi. Ôi các cô gái trẻ này đi hội này. Thế bên này là hai cô gái trẻ ở Chi Lăng đang hát với các trai Cao Lộc. Còn chỗ bậc thang lên bảo tàng là các cô, các chị đang ngồi phơi nắng. Lâu lắm mới thấy có ngày nắng. Đấy. Ngồi phơi nắng tự nhiên lại buồn ngủ. Mô non mi, mô non sang. Ngồi thắc đét vào này mô non nà. Ngồi vừa ngắm cảnh vừa phơi nắng. Ngắm người hát si. Hai bà lão đang tâm sự chuyện gì? Đang chẳng có cái lăng bật tề. Mi với bà thi à? Cái bà? Ồ, phê hàng tóc phông mà để phút chuyện vui nè. Chẳng có dặn tàu nữa. Dạ. Ngồi thông bài anh khẩm mơ tới nói ngồi hắn này. Thôi các bạn nói chuyện nhá, cháu đi đã. Hát lời dòng đó đưa. Ôi, ba cô gái xinh đẹp, chào các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng sang bên phía khán đài chính của lễ hội nhé. Chỗ sân công viên Hoàng Văn Thụ. Nhưng mà tiếng nhạc sập sình lắm. Đời anh chỉ đứa bên sông buồn.
đi đường này thôi, đi đường bên này vui hơn. Đến xuyên em đi lấy chồng. Một tấm vé liễu đi cái đấy. Vé hờ liễu. Chụp ảnh nhá. Đấy, đứng cái chỗ này là đứng hát xi. Đứng gốc cây hát xi mới đúng kiểu ngày xưa. Đấy, tay tựa vào gốc cây. Thế là không sợ đổ nữa. Các chú nhỉ. Đông vui quá. Chào các cô ạ. Ấy giờ vẫn nhớ ra tiên sinh à cô? Sao vẫn nhớ cái vâng. Chắc là chưa lên thôi ạ. Cháu lên rồi nhưng mà họ chưa hiện lên thôi, nhiều quá. Phải hiểu đúng không? Vâng. Chắc là sắp lên rồi đấy. Sắp lên rồi bà. Lên đó các bà hát không hay. Không phải. Chắc là cái nào họ thấy hay hay họ phải lên từ từ. Đấy. Cái gì ngon ngon thì phải ăn sau. Đấy. Cái gì hay hay phải lên từ từ mới được. Vâng. Chào anh ạ. Vâng, sẽ lên bà, sẽ lên nhé bà nhé. Cháu đi một vòng nữa nhé, xem các cô gái xinh đẹp đây này. Ủa, áo tràm đen xong lại áo tràm xanh. Cô nào cũng môi đỏ xinh tươi này. Hai chị gái Lục Bình là đang hát nữa chứ. Xinh quá. Hai trai này là trai ở Bình Trung nhỉ? Bình Trung hay là Chiến Thắng này ạ? Đấy. Thế đợt đi chợ tự nhiên là có hai chị Lộc Bình xinh đẹp này hát luôn à? Đấy hủ hơn à, kíp bán à? Kíp bán à, đây hủ lắm nè. Không đẹp mà, cháu lướt qua một tí. Về nhà ai cũng thấy mặt nhá. Ba bảo gì ạ? Ba bảo gì? Bảo đi quay nhưng mà hát chí đấy. Ồ, cháu tưởng lại tưởng bà gọi cháu về cay một tí. Không. Thế cháu lại về cay bà. Không, bà tưởng là ba tưởng bảo cay bà một tí để tối bà xem. Cháu không, ồn quá cháu nghe không rõ, cháu tưởng bà gọi cháu về cay. Không, cháu mới nói thế rồi. Hay lắm, thế cay lắm. Ồn lắm không nghe thấy. Em chào anh ạ. Vâng. Các anh đi hội vui vẻ nhé. Toàn đẹp gái thôi. Toàn đẹp gái. Vâng. Có người thì xinh gái, có người thì đẹp lão một tí. Người lớn tuổi thì đẹp lão. Ấy dưa, sửa tóc ngay với. Sửa tóc mới đây thao với nhỉ. Cô nhà. Đi hội vui lắm nhỉ. Đi hội á? Đi mình rồi. Đâu hát gì đâu? Dạ, có thấy đâu? Ui, đoàn trai này đông ngơ. Đoàn trai đang tiến vào khán đài. Đông vui chưa? Các trai này bắt đầu vào hát gì đây? Đông nhỉ? Vào hát gì thôi anh ạ? Dạ. Không ạ, cháu quay thôi. Vâng. Các cô hát thi chưa? Hát thi rồi. Vâng. Chuẩn bị hát đi không, tí về chẳng các xa lắm. Đời anh chưa bên sông buồn. Ôi, hôm nay có khi phải đến mấy ngàn người. Đông vui lắm. Đây các trai này đang hát rồi. Úi ở phía dưới cổng chợ này đông ghê. Hát xi đi chị ơi.
đến vừa đến thôi. Đôi mắt người xưa vòng qua đây thôi. Nó kiểu nước bao ô tô vào trong kia tìm hết trong cổng hết rồi. Bà Thí à? Dạ, em chào anh nhé. Hát xin với các chị Hải Yến à? À, xuất lễ. Dạ. Chuẩn bị hát, chuẩn bị hát. Đi ra bà đến ngồi chắc khám, bây giờ bà hát tẩy nắng có đâu hơn đi. Có mà đứng đây, thắp nhà nó tẩy nắng. Đông vui chưa này? Lại đứng đây nói chuyện không hát gì à anh? Gặp gái đẹp Bắc Giang là bắt đầu nói chuyện luôn, không nói chuyện nữa rồi. Đây à? Ờ, chị này cũng đẹp mà. Nhưng mà chị này đâu nhỉ? Đâu anh? Quên rồi đó. Thế à? Lâu không gặp bao giờ. Hát gì đi anh? Hôm nay dẫn vợ đi hát gì à? Em đi một vòng nhé. Ra đây vơ, đứng thế này cơ. Hai chị có hát không? Hôm nay không quay được. Vâng, cây ở đằng sau kia thôi. Ô, hết nhạc sập sình rồi. Mọi người hát si rồi. Chào các chị. Hai chú Khánh Khê, bác Văn Can đấy. Ây dơ. Hát rất là đều luôn. Hát vào lắm vơ. Chú nhỉ. Hát rất là vào. Ủa, nói chuyện nhá. Đang đội khăn. Đang đội khăn á? Như đội khăn cho cô dâu ấy nhỉ? Ừ, cho cô dâu á. Dạ. Chuẩn bị ra cờ đó. Chuẩn bị ra cờ vơ. Chuẩn bị ra cờ đó. Chuẩn bị ra cờ lấy chồng vơ. Sắp lấy chồng. Chuẩn bị ra cờ đuôi. Ơi các chị ơi, vả thi đi. Chào các chú đây ạ. Các chị này ở đâu ấy? Các chị gái Bình Gia kìa. Đây là hò lơ à? Cầm ấy ơ, cầm mic hò lơ vơ. Hả? Phải đang hò không bà? Bà hò phải không? Anh trai hò mà chưa ai hò à? Thằng gì cũng phải làm à? Thằng gì cũng phải làm à?
nghe tiếng yêu thương em. Hòa vào mic thì còn không nghe tiếng, hoặc không còn nghe tiếng. Từ cho ăn nhưng mà vần vần ngồi vài mà để vơ hay quá, hay nhở, hăn tọn vài nếp nén để vơ. Đây là hát gì đấy nhở, chị nhở? Thi sinh làng. Thi sinh làng à, của người Nùng á? Đang hay mà. Đang hay. Không cười. Đang hay mới đây hủ trên đấy nè. Đây hủ lại ăn khéo ăn lon mới hạt đây à. Các du khách Trung Quốc đang chụp ảnh đấy. Ngầm nga nhang kinh dữ chậm thường. Cái nhạc thuộc kia đấy á. Không có tiếng then đâu nhỉ? Có tiếng then tiếng đi mạ đâu nhỉ? Trên này à? Họ đang đánh đàn. Cho em lên đây nhờ một tí nhé. Một tí thôi, đấy. Chỗ này đang đi mạ. Ô, hát cái gì đấy? Ôi ô, đang hát then. Chàng trai này đi mạ trông khỏe thế nhỉ? Cực khỏe luôn đấy. Alo. Vâng ạ. Vâng, để em ra nhá. Cho cháu đi nhờ qua đây một cái ạ. Ây ơ, chỗ này hát cũng hay. À, chú Bắc Giang hát đầy vơ. Các chị Bình Gia. Ngồi là tóc hằng cây bơ kèo, cây thừa tăng cân đèo bơ đậy ở. Thank you.
ấy ơ nàng bắt nấy lậm đấy này à thì nấy lậm đấy ừ ơ lậm bắt nơ mới tin đấy em nè ấy giờ ấy hai chú Bắc Giang này điều gì xảy ra mãi tại mà em ưu hồng những tình cười đã cùng xa xuyên nhớ mong chạm vào anh câu xin lạc ở mây trời tình gì khi cứ chẳng đến đét lắm rồi cho xin phép nhá. Cháu chào các chú nhá. Đét rồi, đét rồi. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến chợ đúng hội Xuân Kỳ Lừa nhé. Rất đông, rất đông. Bên em bên nào? Anh lấy trăm. Hả? Trăm trăm. Trăm là bốn chai. Ừ, bốn chai. Đây không phải hai nhau. Đến xuyên em đi lấy chồng. Ô, đứng dậy rồi à? Sao đứng dậy thế này? Thôi đứng tạm thế này. Vào đây xem nào. Ôi dồi, ngồi gần vào tí đi anh nhớ. Hai chị Lộc Bình này xinh nhỉ? Anh nhớ không? Chị bằng anh nhớ không? Bằng. Hôm nay là muộn đấy. Vâng. Hôm nào cháu cũng ra muộn mà. Cháu quay đâu đâu. Cho nào cháu chẳng mấy hai rồi cháu mới. Bắt đầu lùi dần thế. Hai gái thạch đạn này à? Hai gái thạch đạn trông khẻ lắm ơ. Nhờ hai chị gái thạch đạn trông khẻ đấy. Mấy ta hai chị này các đi cấy các khẻ lắm ơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã lâu chưa mình ơi? Đã lâu chưa? Bà Thi à, hai chị em đứng tâm sự đó vô. Hai chị em làm gì? Có phải hai chị em đâu. Đây là hai dì cháu mà. Hát si chưa? Chưa. Chưa à? Chị Hinh hát si chưa? Bà Thi sang. Bà ra lớp. Giả tán rồi á? Kiến này. Chị Then ấy hát si chưa? Ê, đang hát rồi vơ. Khi thư lũ nhạc bên là chị ở cao chê. Chưa được đâu, 10 phút nữa đi. Tạm biệt nhé, cảm ơn các anh chị. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến hội Kỳ Lừa nhát thi giao duyên nhé. Chúng ta sẽ đi xem có anh chị nào hát hay chúng ta cùng nghe nhé. Trời lần đưa xì xoay đông. Nhạc, nhạc to quá, nhạc to quá. Con, con nhưng anh không quay nữa. Cháu đi nhờ. Xin
không đi mà. Hát xì đi anh ơi. Vâng. Xin chào anh nhé. Em ơi yêu là gì khi một người đang ngóng chờ, ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa. Ôi đồ ấy. Đâu nhỉ? đi tìm mãi đây thôi. Chưa thấy người hát xì. Nghe chị hát một tí. Có phải các chị Bắc Giang không? Ấy ừ. Sao lùi xa thế? Các chị càng ngày càng lùi xa thế nhỉ? Các anh kia ai bán pi lơ đơn tài là pi ơi hàng ta kia ai đâu lơ tăng thô ai mơ hà tăng phải mơ. Già lắm rồi, không ai già đâu. Má con hồng, má con hồng lắm nhỉ, chú nhỉ. Má con hồng lắm vơ. Đời làm điều gì xoay đâm, thấy tại nó em u hồng. Nhớ rồi đã lâu chưa Toàn? Và nước kiểu không? Không. Anh vừa ra đây được 40 phút, quay được một cái được 40 phút. Chỗ này đông chật kín người rồi, tắc đường rồi. Toán ơi, Toán, con coi bên kia không? Đi trường đây rồi nhá, đi trường sang đây rồi nhá.
Các chị ơi thôi rồi à? Chị hát đi chị. Bye bye nha. Bye bye nha. Bye bye các bạn. Vâng. Dạ, chủ kênh Tiên Sinh TV nhá. Cảm ơn các anh. Vâng, cảm ơn các chú nhá. Hòa bình cách lại mình. Vâng. Hòa bình lập lại chúng ta lại gặp nhau. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe hát thì giao duyên. Chúng ta lại tiến quân sang bên này. Ôi giời ơi, máy này suýt rơi. Cái này lỏng quá. Sang đây nào, sang đây nào. Xem hai chị gái thành đạt hát thi nào. Hai chị gái này rất khỏe, vừa đi cấy về ra hát thi luôn. Đấy. Đây là điều gì khó đấy. Các chú nữ quay này. Ê, chú không hát lại quay ra chú. Xem bên dưới này có ai hát không? Đi tìm xem có cặp nào hát hay lại quay một tí nào. Trời lần điệu xì sâu đâm tại má em ơi. Nhớ lòng số xuyên nhớ thương. Ôi giời ơi, táo của ai rơi rồi. Cho cháu đi qua đây một cái. Cháu đi qua đây một cái. Ôi giời ơi. Hằng lộ. Đại đi nhờ bây giờ. Cô gái xinh đi đâu rồi nhỉ? Anh quay này là anh là Tiên Sinh TV ạ. Vâng ạ. Xin số máy nào. Dạ. Số máy của anh là mình. Của cháu là 0942123768 ạ. Nick. Facebook ạ. Đặng Tiên Sinh ạ. Tiên Sinh. Đặng Tiên Sinh ạ. Đặng Tiên Sinh ạ. Vâng ạ. Chú ở đâu ạ? Quảng Lạc. Quảng Lạc ạ. Vâng ạ. Đặng Tiên Sinh. Facebook là Đặng Tiên Sinh ạ. Rồi, đây là Duy Trình Tiến. Dạ vâng. Đấy là Facebook ạ. Facebook Duy Trình Tiến. Duy Trình Tiến ạ. Vâng ạ. Để cháu tìm nhé. Ấy ừ, hai chị Lộc Bình xinh thế. Hai anh chiến thắng.
cười một cái xem nào. Cười một cái xem nào. Đẹp mà. Xem hai chị ngoài này hát chưa? Đi xem hai chị hai chị Hải Yến này hát chưa? Đang chuẩn bị hát à? Anh trai Vân An chiến thắng. Hai bà then này, hai chị then này hát thi đi. Nhưng mà chưa có người hát đi. Đang đi tìm bạn trai à? Hát thi à? Dạ không ai hát đi. Em không cay nữa à? Đâu đang cay trên này mà nhiều lắm. À thế à? Vâng, các chị hát đi. Chẳng có ai hát, hai bài già lắm rồi chẳng có ai hát. Chưa già đâu còn được mà, má hồng lắm. Vậy, bà Thí vâng. Bà Thí à? Ấy, gặp bạn ở với Bắc Giang đấy. Ấy, tập... đang luôn đang luôn mắt mắt quả vải ấy. Đang vun gốc quả vải cây vải. Và đâu chị kia đâu rồi? Bà Thía, bà Thía. Bà Thí à? Thí nói chuyện sau bây giờ hát Thí đã. Lùi vào kia một tí. Đấy đúng rồi, đứng sát vào đây chú. Chị nghe này chứ nó đẹp chứ. Ấy đừng đừng để ngã vỡ. Ấy cẩn thận ngã vào cô thì chết dở đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế thì tôi biết. Đây là hai trai Bắc Giang nhá. Còn hai chị này là hai chị Then ở Văn Toan. Hai chị Then đấy, hai bà Then. Nhưng mà phải đi lấy chân quay đã. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dại lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng nàng cúc vàng tươi. Hoa đâu bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn. Nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. À Lê, có hay cho bế bà Thi á. Cái mi như cái á. Các chị này đâu mà trông khẻ thế. Ôi ôi, chị này à, chị này khẻ ơi. Mấy người ở Nam ở thấy lấy chân cay đã. Để. Chị ơi, cho em lấy cái chân cay một cái. Chị ngồi đi, ngồi được mà. Nhưng mà đừng hát hay hơn. Ôi ôi, thế phải cay vớ. Mấy chai này không hát à? Xem thôi, cổ vũ. Thế à, anh cầm hộ em cái để em lấy cái chân cay cái. Ok, ok. Lấy cái chân cay. Quay chưa? Cay rồi. Lấy cái chân cay vớ. Hát ra là xe này xe của mình đi. cái khỏe thế mà không hát phải không? Khỏe thế đấy. Máy đẹp không? Người đẹp, máy đẹp.